Thưa quý vị, sau một tuần diễn ra dòng trung khảo liên quan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 với chủ đề Linh hoạt chuyển đổi, thích ứng dựt lên, 20 giờ tối qua 6 tháng 8 tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả. Tham gia liên quan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022, Đài phát thanh và truyền hình Bến Tre có một tác phẩm đạt giải bạc, thể loại phóng sự, tác phẩm mang tên Bến Tre hướng biển để phát triển của nhóm tác giả Anh Thi Thu Quyền Nguyễn Dạng, Đoan Trang, Trần Tâm, Lê Phết thực hiện. Bến Tre hướng biển để phát triển là tác phẩm báo chí phản ánh chân thật, khách quan về nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre trong việc thực hiện nghị quyết 04 ngày 29 tháng 1 năm 2021 của tỉnh Quỷ và và kế hoạch số 3686 ngày 30 tháng 6 năm 2021 của ủy ban dân tỉnh về việc thực hiện mục tiêu giai đoạn 2020-2025, Bến Tre sẽ phát triển về hướng đông nhằm mở ra một không gian phát triển mới, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh, phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực đồng bằng sông cửu long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030 đồng thời thúc đẩy để tích cực cho sự phát triển của cả khu vực gắn với củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển theo đúng tinh thần chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng cả nước vì đồng bằng sông cửu long đồng bằng sông cửu long dương lên cùng cả nước và vì cả nước Liên quan phát thanh toàn quốc năm nay có 203 trong tổng số 500 tác phẩm dự thi vào dòng chung khảo. Tại lễ bế mạc và trao giải liên quan, ban tổ chức đã trao 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng, nhiều giải khuyến khích và các hạng mục giải thưởng khác như giải thưởng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, giải câu chuyện truyền thanh, giải dụng vàng cho phát thanh viên, người dẫn chương trình, giải kỹ thuật dàn dựng chương trình xuất sắc và giải ứng dụng nền tảng số. Đây là lần đầu tiên liên quan phát thanh toàn quốc có một giải đặc biệt được ban giám khảo trao cho tác phẩm phát thanh trực tiếp giữa lằn ranh sinh tử của cơ quan phát thanh công an nhân dân thuộc Cục Truyền thông Công an nhân dân Bộ Công an, phản ánh công việc luôn đối mặt với hiểm nguy và tinh thần quên mình vì nhiệm vụ của những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Liên quan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 dự kiến tổ chức tại tỉnh Thanh Quá.